Bây giờ là 8:30 sáng, giờ phát sóng của Thuyền Nhân. Xin mời bà con cô bác nghe tiếp theo tập thứ 13 của Trời Quê, tức Thuyền Nhân quyển thứ nhất. Ba chiếc tam bản chở khẩm đừ di chuyển chậm trì theo từng máy đẩy của hai cây chèo nhịp nhàng liên tục của người giao liên, 15 gã du kích cộng thêm 9 người bị bắt làm dân công, trong đó có thằng Ba Địa, tất cả đều im lặng. Ở đây mới cách miễu ông Tà chưa bao xa nên con rạch còn hẹp té, hai bên dừa nước và bần chen nhau mọc khích trịch, tàn lá ve ra che phủ gần hết cả con rạch. Lúc này trăng mới nhú lên nên cảnh vật lờ mờ, nhất là bọn họ còn đang di chuyển trong vùng cành lá um tùm. Ba Địa dòm ngang liếc dọc tìm cách thoát thân, nó tính thử, nếu muốn bỏ chạy thì dễ ợt, chỉ nhảy tòm xuống nước là mất dạng ngay thôi. Mấy ổng mà có nhanh lắm thì cũng phải mất mấy giây mới kịp nổ súng, khi ấy thì mình đã lặn sâu hổng chừng tới tận đáy rạch an toàn rồi. Suy tính thấy chắc ăn, nhưng Ba Địa còn trù trừ chưa nhảy ngay. Thoát thân ở đây thì được rồi, nhưng muốn chạy về báo tin cho anh Bảy thì đường còn xa quá. Theo hướng đi mà họ đang tới thì càng lúc càng về gần xóm nhà hơn. Vả lại, để chờ thêm chút nữa coi có phát giác ra chuyện gì mới hay không, nhất là mục tiêu chính của bọn này đêm nay ở đâu. Sau khi ba chiếc tam bản qua khỏi cái voi đất ngay trại hòm của Sáu Ngọ, thì từ đây con rạch trở nên khá rộng. Trọng đủ khoảng cách cho ba chiếc tam bản có thể gian thành hàng ngang cùng song song tiến tới. Họ di chuyển theo đội hình này thì càng dễ dàng cho Ba Địa khi nó muốn tẩu thoát, nhất là chiếc tam bản chở Ba Địa lại nằm phía gần bờ nhất, chỉ cần nhảy cái ùm lũi vô lùm ô rô gần đó là an toàn. Nhưng nó nghĩ, để chờ thêm chút xíu khi con rạch tới gần chỗ tiếp giáp với con rạch chính ăn thân ra sông cái. Bắt đầu ở khúc đó thì có nhà dân. Tuy nhà cửa lèo tèo thưa thớt, nhưng đương nhiên là mấy ổng đâu có dám nổ súng bậy bạ, lộ bí mật hết còn gì. Thằng Ba Địa biết như vậy, nhưng mấy ông du kích cũng đâu có ngu. Khi ba chiếc tam bản tiến gần khúc có nhà dân thì họ bắt bọn Ba Địa nằm rạp xuống khoang xuồng, cấm không cho nhúc nhích cục cửa. Còn mấy gã du kích thì súng ống đen thùi lúc nào cũng chĩa thẳng vào lưng bọn chúng. Tất cả đều im lặng, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ mấy ngôi nhà thưa thớt hai bên bờ vọng xuống nghe rõ mồn một, chợt có tiếng của ai đó ho lên sù sụ, rồi có tiếng xì xào nổi lên ở ngay chiếc tam bản bên cạnh. Địa dù đang nằm úp mặt xuống khoang xuồng, nhưng cũng nghiêng mặt nhìn sang, nhận thấy có nhiều cơ hội thoát thân, nhất là chỗ này bóng tối rậm rì. Nếu mình ùm một phát thì đố cha mấy thằng du kích ngó thấy để mà nổ theo. Ba Địa định bụng vỗ vai cái thằng đồng cảnh kế bên, đặng trụ nó cùng phóng một lượt. Dù sao thì hai người nhảy xuống nước một lượt cũng tốt hơn, càng đông càng vui, càng dễ đánh lạc hướng mấy họng súng quái ác kia chớ sao. Nghĩ và đưa tay ra vỗ liền, chợt ngay lúc ấy Ba Địa nghe cái thằng ngồi phía sau lưng khều nhẹ vào vai mình, theo sau là tiếng thì thào như tiếng mũi vo ve. Dư, một, hai, ba, ta mày cùng nhảy. Ba Địa giật mình chưa kịp phản ứng gì thì thấy cái bóng của thằng vừa khều mình tung lên một cái là đã nhảy ùm xuống nước. Chiếc tam bản chồng chành như muốn lật úp khiến ai nấy giật mình ngơ ngác. Ba Địa biết ngay là cái thằng nào đó cũng biết lợi dụng thời cơ như mình. Không tẩu thoát ngay tại đây thì còn chờ tới chừng nào, nó cũng chẳng suy nghĩ thêm. Chỉ nhoài người một phát là ùm xuống nước biến mất dạng ngay. Biến cố xảy ra mau quá cho nên cả đám du kích trở tay không kịp. Nhóm dân công còn lại cũng lợi dụng lúc nhốn nháo này lần lượt nhảy ùm xuống nước trốn sạch. Gác tiểu đội trưởng hay thẹo tức muốn bể bụng, chửi thề ổm tỏi nhưng chẳng dám chửi lớn vì sợ bị lộ. Chẳng phải hắn đã hạ lệnh cho đàn em là trước giờ hành động cấm tuyệt không được nổ súng bậy bạ rồi sao? Bây giờ nhóm dân công đã trốn sạch, bắt tụi nó chẳng khó, nhưng muốn giữ tụi nó thiệt là khó quá. Cũng hơi lạ đời là tại sao tiểu đội của hắn súng ống trang bị để đi đánh đấm mà lại mang theo cả đống dân công như thế này để làm gì? Đây là mưu mẹo của ông già Tư. Ông muốn bắt một mớ thanh niên trai tráng và chở tới cái đình làng, nơi có gánh hát diễn tuồng tối nay, biểu cái đám trời ơi đất hỡi này nhào vô rạp hát quậy tưng bừng, đặng cho đám du kích thừa cơ tra tay.
Hãy rạp hát loạn lên, khán giả chạy tứ tán, là đám dân vệ bảo an kéo tới. Lúc đó thì hai thôn sẽ cho tiểu đội du kích núp đâu đó sẵn, xong ra quất sụm tụi nó, chắc ăn như bắp trùi còn gì. Nhưng bây giờ cái đám dân công cà chớn, tụi nó toàn là dân ruộng dân đồng, thì có thằng nào không biết bơi đâu. Chờ chúng trên mấy chiếc tam bản thì có khác nào bắt cóc bỏ dĩa, muốn nhảy lúc nào mà chẳng được. Trong khi cả tiểu đội trang bị súng ống coi dữ dằn, nhưng chỉ để hù dọa khơi khơi, bắn thì nhất định không dám bắn, bị lộ mục tiêu thì coi như chưa đánh đã thua là cái chắc. Hắn bực tức, mẹ cái lão già Tư nói dốc tổ cha, ngày hôm qua trong lúc họp bàn kế hoạch đột nhập lão đã báo cáo nghe ngon lành quá. Hơn phân nửa dân chúng trong làng đều có cảm tình với phe giải phóng. Hễ quân ta kéo về làng là họ sẽ nồng nhiệt chào đón và cũng hết mình ủng hộ nữa. Ủng hộ cái quái gì khi mà chỉ có mấy thằng dân vừa bắt được lại trốn sạch. Coi ra thì tụi nó sợ cách mạng còn hơn sợ hủi, mà biết đâu chúng lại là tai mắt cho bên địch thì khốn. Tụi nó mà báo tin lại cho làng xã cái tên giải phóng quân về làng là chết cha tụi này. Khùng mặt thẹo biết là kế hoạch hành động đêm nay khó bày bảo mật tới phút chót, hắn đâm ra liều mạng, phóng lao tất phải theo lao, súng phải nổ, máu phải đổ trước giờ ấn định. Có như thế mới mong lật ngược được thấy cờ, hai thẹo liền cho là phải, hắn hạ lệnh cho ba chiếc tam bản gia tăng tốc độ, tức là ba thằng giao liên phải ra sức chèo chống bán mạng để tới mục tiêu sớm hơn dự liệu. Ai thắng ai bại là chuyện hạ hồi còn chưa biết được, chỉ có điều ba thằng giao liên ốm nhách phải hì hục ra sức đến nỗi mắt nổ đom đóm, miệng thở phì phò không dứt. Chúng phải cực lực chèo chống như điên mà gã tiểu đội trưởng thì quá nóng ruột cứ hối thúc không ngừng. Điểm đổ quân của họ chính là ngay khúc tiếp giáp giữa hai con rạch. Ở đó thầy Tư đang đợi, ông sẽ dùng cái vỏ lãi để chở cả bọn tới mục tiêu chính. Vỏ lãi là loại ghe có lường bằng được gắn máy đuôi tôm mã lực cao, dù chở khẩm đường nhưng nó phóng rất nhanh. Ba địa trồi lên giữa cái đám ô rô gai góc sau khi lặn một hơi dài. Nó an tâm khi nhìn thấy bóng của ba chiếc tam bản ẩn hiện xa xa phía trước. Nhớ lại cái biến cố bất ngờ đầy may mắn thì nó ngoắc miệng cười một mình. Mấy thằng du kích coi dữ dằn nhưng xô ra thì cũng dở ẹt, chứ có tài cán gì đâu mà phải ngán. Thoát hiểm rồi thì phải chạy bay về báo hung tin cho anh Bảy Tôn Tẩn mới được. Tổ cha cái thằng nhất và thằng nhì, lần này thì tụi bay đừng có hòng mà hoàn thành công tác của cái thằng mặt thẹo giao cho đâu. Thằng ba địa này chưa chết thì tụi bay sắp chết tới nơi rồi đó. Nó bơi sải tới bên góc mù u, nương theo cái rễ to đùng mà leo lên bờ. Một bàn tay ai đó thò ra nếu lấy tay ba địa lôi lên, theo sau là giọng nói thì thào. Mày là thằng đĩa lưu hả? Dân chơi gì mà chậm như rùa vậy cha? Địa quản hồn tưởng mấy ông nội Việt Cộng trượt theo bắt tới nơi, nhưng kịp thời nhớ ra Việt Cộng đâu có biết cái biệt danh địa lưu của mình, nó gật đầu hỏi lại. À, thằng nào vậy ta? Gã thanh niên vừa kéo ba địa lên trả lời. Chạy mẹ cái thằng ngu thấy mộ, tao là Thạch Nhâm, hồi nãy tao biểu mày nhảy xuống sông trốn đó. Ba địa chửi thề. Ha, mẹ mày cái thằng thổ đuôi then, làm tao tưởng mấy chả trượt tới bắt lại lần nữa chứ. Rồi chợt nhớ lại chuyện khẩn trước mắt là phải làm ngay nên ba địa nói vội với Thạch Nhâm. Tao có chuyện gấp lắm nên phải dọt liền đây. Thạch Nhâm cũng là một thằng trời ơi đất hỡi. Bởi là thứ trời ơi đất hỡi nên nó khoái cái tánh trật bố của ba địa lắm. Cùng chí hướng mà nghe ba địa nói có chuyện gấp thì nó hỏi tới. Mày à, có chuyện gấp, cần à, tao giúp một tay không hả địa lưu. Ba địa vạch cỏ bước lên lối mòn, Thạch Nhâm theo sát gót như bóng với hình, thấy thằng men con này dai như đĩa cho nên ba địa trừng mắt nhìn nó nạt. Đi về nhà của mày đi cái thằng thấu con, chuyện của tao là chuyện sống chết, mày đừng có thầy lai coi chừng mất mạng đó. Thằng Thạch Nhâm chỉ tay vào cần cổ khoe. Dư, sức mấy mà chết mấy, mày không thấy sợi dây cà tha năm sắc ngũ hạnh này sao, bộ ma mày đi quánh lộn hả? Ba địa bực mình lên gật đầu đáp bừa. Ừ, quánh mấy thằng du kích chết bầm, vậy mày có dám theo tao nữa không cho biết. Tưởng nói cho nó sợ để nó khỏi bám theo nữa, ai dè thằng Thạch Nhâm nhảy cẩn lên sung sướng. Chạy mà, thằng nào không dám là chết nhát, tụi nó quánh tao một trận tưởng chết, cho tao theo quánh trả thù coi mày.
Địa hầu không được bực quá chửi thề. Chạy mẹ, cái thằng đuôi cà then dai nhất, tao biểu mày đi đốt nhà, mày có dám không chứ hả? Thạch Nhâm dơ dơ nắm đấm lên trả lời liền. Đốt cá, nhà cái thằng nào đánh tao hồi nãy thì tao đốt liền. Mẹ, thằng Thạch Nhâm này chưa biết sợ ai ngăn đĩa lưu. Nói xong nó chợt nhớ lại một chuyện nên xuống giọng như tự nhận mình chưa ngon lành bằng thằng Ba Địa. Nhưng tao chỉ sợ có một mình thằng Chả Năm Lăng thôi, chả thành con ma ghê quá mày đĩa. Nghe nó nhắc tới cái vụ bị con ma thác cổ hiện hình thè cá lưỡi dài thòn thì Địa cũng hơi ân ấn. Đêm qua cũng vì ba cái chuyện ma quỷ này làm nó chạy trối chết, cánh tay gãy tới giờ còn rêm rêm. Muốn đuổi thằng Thạch Nhung đi nhưng nó cứ như con sam đeo dính, Địa đành miễn cưỡng gật đầu. Đi theo tao thì bất cứ chuyện gì cũng phải giữ kín, mày á mà theo lẻo chuyện động ra tùm lum là ở tù đó. Thạch Nhung đâu có ngán, nó gật đầu cái rụp. Ngũ sao nói để ở tù hả mày? Mà mày muốn tao đốt nhà của thằng nào hả? Ban đầu định hù dọa cho thằng miên con lì lộm này bỏ đi. Ai dè nó hăng tiết vịt cứ đòi đi theo đốt nhà để trả thù cho trận đòn đau điếng lúc nãy. Ba Địa đâu có biết hồi đầu hôm bọn thằng Thạch Nhâm tụ tập ngoài chòi giữ trâu. Đứa mua rượu, đứa lo làm thịt trắng nấu cháo đậu xanh. Tụi nó chẳng biết đào xới ở đâu mà bắt được một con rắn hổ đất to đùng. Nghe đồn rắn hổ đất không nên nấu nướng trong nhà vì kỵ bồ hóng, cho nên cả bọn kéo tróc ra chuồng trâu bỏ hoang mà nấu. Rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh ăn vô mát lạnh đến rung cả người, nhưng có ba sĩ đế sưởi ấm thì hết phản. Buổi tiệc rắn chưa tàn thì mấy ông du kích không biết từ đâu xuất hiện, bắt cả bọn dẫn đi. Thạch Nhâm bình thường vốn đã là thằng ngổ ngáo, nay có âm thần men nhập vào sần sần rồi thì nó đâu có ngán ai. Cứ ngoác miệng chửi rủa om sòm, khiến cho mấy tay du kích nổi gió sống lại đập thằng nhỏ ôi thôi tơi bời hoa lá. Một thằng nổi tiếng ba đá như Thạch Nhâm đang lúc say rượu hết biết trời trăng, để bị đòn như tử mà không dám đánh trả. Chỉ biết đấu võ mồm thì phải biết mấy tay du kích này cũng chẳng vừa. Có gì đâu, mày mà chửi ít tụi tao đánh ít, mày mà trọng họng chửi nhiều thì tụi tao súng lại về hội đồng, coi thằng nào dai hơn thằng nào cho biết. Rắn hậu đất nấu cháo đậu xanh ăn vô chưa thấy bộ mát chỗ nào, nhưng xui bỏ mẹ. Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, thằng Thạch Nhâm im re không còn chửi nữa. Nó ngoan ngoãn đi theo đám bạn nhậu làm nhóm tù bất đắc dĩ cho mấy ông du kích. Họ muốn dẫn đi đâu thì dẫn. Tới chừng bị đẩy xuống ghe tam bản di chuyển đến mục tiêu. Nhờ sương đêm gió lạnh làm bốc hết hơi men khiến cho nó tỉnh dần và nhận biết mình đang bị nguy hiểm. Cặp mắt của thằng miên con này đúng là cặp mắt chim cú. Trời đêm mờ mờ mà nó chỉ liếc một phát là biết mình đang ở đâu và thằng nào đang ngồi kế bên cạnh mình. Thấy gã chăn trâu nổi tiếng vô công là Ba Địa Thế Thiên hành đạo thì nó mừng lắm. Mừng là vì nó tự nhận mình là dân chơi mà bị việc cộng bắt thì nhục lắm. Nhưng thằng Ba Địa còn ngon hơn mình mà cũng bị bắt. Coi ra cái nhục này cũng chưa tới nỗi nào. Bởi vậy tới khúc con rạch rộng và có xóm nhà là thằng Thạch Nhâm biết cơ hội đào tẩu đã tới. Nó kêu Ba Địa chủ hắn cùng nhảy chung. Dù sao thì hai thằng cùng nhảy một lượt mấy thằng du kích chẳng biết đâu mà bắn. Ai dè như có tín hiệu truyền tin cho nhau. Thằng Thạch Nhâm tiên phong vừa nhảy cái ôm thì Ba Địa cũng nhào theo. Rồi cả đám bạn nhậu của Thạch Nhâm toàn là mấy thằng say mới tỉnh. Hè nhau thằng trước thằng sau nhảy ào xuống nước trống sạch. Vì không muốn thằng Thạch Nhâm dính dáng tới ba cái vụ rắc rối này cho nên Ba Địa thuận miệng biểu nó đi đốt nhà. Biểu là biểu vậy thôi chứ đốt nhà ai bây giờ, như khổng như không đốt nhà người ta đang ở tù chết cha sao. Ai dè nói vậy mà nó cứ tin là đốt nhà thiệt. Người miên họ thiệt tình, dù là một thằng lì lộng quái đánh đấm nhưng cái bản tính thiệt thà dễ tin vẫn không thay đổi. Hãy nghe gì thì tin nấy, biểu sao là làm vậy chẳng bao giờ nghi ngờ này nọ. Bởi thế nên nó cứ nặng nặc đòi theo Ba Địa đi đốt nhà, nhất là nhà của mấy thằng du kích đã đập nó một trận nên thân hồi chiều. Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi như dông ra tới con đường đất quen thuộc thì thằng Địa chợt nghĩ ra một diệu kế đốt nhà để gây náo loạn. Biết đâu chừng nhờ cái kế mọn này mà bọn thằng nhất nhì chậm chân, anh bảy thoát khỏi bàn tay tử thần. Hai thằng mắt ôn này đi giết anh bảy của tao thì tao biểu thằng Thạch Nhâm đốt cha cái nhà của ông già tía tụi bay chơi cho bỏ ghét. Ông già tía của tụi bay,
lão Tư hàng xóm, chính là kẻ chủ mưu giết người đốt nhà của lão thì cũng đâu có quan cho lắm. Địa khoái quá tự khen mình sao lắm mưu nhiều kế, mà toàn là kế độc. Nó dây sang thằng Thạch Nhâm hỏi dò. Ê, tao hỏi thiệt mày ngăn Thạch Nhâm, mày có dám đốt nhà người ta không hả? Nhưng cái chuyện này mày hứa là phải giấu kín nghe, đổ bể ra là tao với mày ở tù đó. Thạch Nhâm khoái quá gật lia. Tao không nói, mày không nói, chây me có thằng đít nào biết mà sợ. À, mày muốn tao đốt nhà của ai? Để trỏ tay về phía trước. Nhà của lão thầy Tư, sao, dám đốt không? Thạch Nhâm hăng tiếc vịch đáp liền. Tao sợ ổng à, sức mấy mà ngán mày. Thằng Ba Địa biết Thạch Nhâm là một thằng có lá gan chẳng thua gì mình, cho nên nó chỉ dặn qua loa rồi phóng một hơi tới đầu cầu khỉ, quẹo vô quán lá của con chim để đi tới nhà của anh Bảy Tôn Tẩn. Chị Hảo một tay bồng con Linh, một tay bưng cái đèn trứng vịt bước vô buồn. Con nhỏ từ chiều tới giờ bị nóng sốt mê man nên nó không ngủ, cứ khóc lè nhè làm cho anh chị lo rầu hết sức. Hai đứa chị của nó thì đang ngồi nơi bàn giữa ở nhà ngoài học bài. Thấy con nó nóng quá mà nhà thì không có thuốc thang gì sẵn, nên anh Bảy nóng ruột vội đi mời ông Năm y tế tới khám cho con nhỏ. Anh vừa đi được một chút thì con Linh cũng nín khóc, ngủ yên trên tay mẹ. Chị Hảo sợ bên ngoài gió mấy nên định đem con vô mùng cho nó ngủ đỡ để chờ chồng trước y sĩ tới. Tiếng nhạc trị trả từ sân đình vọng lại, thanh âm đứt quãng khi nhỏ khi to, vì tiếng gió đêm lòng lộng. Ngoài đường từng đoàn người lũ lượt kéo nhau đi coi hát, vừa đi họ vừa nói chuyện râm ran. Con Quanh và Thu đang ngồi học bài mà tâm trí đang để đâu đâu. Dù là con nít nhưng hệ có gánh hát cải lương tới diễn tuồng là tụi nó cũng nôn nao lắm. Nôn nao nhưng không đi được vì em của chúng nó đang bệnh. Ba má bận biểu lo lắng thì lấy ai dẫn chúng đi coi hát như lũ trẻ hàng xóm quanh đây. Con Thu tay cầm cây viết chì vẽ vẽ trên trang bìa cuốn tập của Oanh, thấy em phá nên Oanh la nó. Thu, vẽ bậy vẽ bạ, tập của mày sao không vẽ vẽ tập của tao, tao mét má đánh đòn nát đứt mày bây giờ. Thu tuy nhỏ hơn Oanh nhưng tính tình ngổ ngáo, nó đâu có sợ, hỉnh mũi trả lời. Má đâu có quánh em đâu, mà chị hai ơi, sao tối hụ mà ba đi đâu chưa thấy gì vậy chị hai? Quanh dòm ra cửa nhíu mày như chờ đợi lung lắm, nó đáp sụi lơ. Ba đi kêu ông Năm y tế, sao mà lâu quá hén. Thôi, học bài đi để không thôi, ba về hỏi không biết, bị la nữa đó. Hôm qua mày không thuộc bài bị la đó, còn nhớ không? Hai chị em Quanh và Thu lời qua tiếng lại, tưởng chừng như những mẫu đối thoại của bọn trẻ chẳng có ai để ý lắng nghe. Ngờ đâu phía bên ngoài cái cửa sổ mắt cáo, có hai con cáo đang lắng tai nghe ngóng. Hai con cáo ấy chính là hai tên trong tổ ám sát lãnh nhiệm vụ thủ tiêu anh Bảy Tôn Tẩn. Hai con cáo nhất và nhì nhờ có con cáo già Tư hàng xóm dùng vỏ lãi bốc ở bãi tập trung chở thẳng tới đây, nên đã đến trước Ba Địa một bước. Chúng đang trình rập để nghe ngóng động tĩnh bên trong, chờ lúc thuận tiện sẽ ra tay. Cái khó cho chúng là không thể nhận diện được Bảy Tôn Tẩn. Lúc chúng chưa thoát ly thì anh Bảy còn tại ngủ, ít khi về thăm quê vợ. Cho đến lúc anh bị thương về trụ ở đây thì hai thằng nhất và nhì đã bỏ vô bưng. Lão thầy Tư chỉ mô tả hình dáng anh qua lời nói. Đặc điểm duy nhất mà chúng biết là cái chân có tật của anh mà thôi. Cái khó thứ hai là mệnh lệnh của tiểu đội trưởng hay thẹo, không được nổ súng trước giờ tấn công. Súng nổ tất sẽ bị lộ hành tung, địch mà biết rồi thì kế hoạch đêm nay coi như thất bại hoàn toàn. Ám sát anh Bảy chỉ là một kế hoạch phụ, kế hoạch trả thù cá nhân, nên dù căm hận tới đâu hai thẹo cũng không dám vì chuyện riêng tư làm hư đại sự. Thượng cấp biết được thì cái chức tiểu đội trưởng nhỏ xíu này coi như không cánh mà bay, hỏng chừng còn bị lưu đày vào chúng trừng thiên nước độc, ăn củ chuối thay cơm và làm bạn với khỉ dọc mõn treo. Bởi vậy khi hạ lệnh cho hai thằng sát thủ, hai thẹo dặn chỉ nên hành động theo kiểu bỗng cũ soạn lại, nghĩa là đang đêm tới gõ cửa rồi kê súng vào đầu bắt dẫn đi cho xa xóm làng rồi mới hạ thủ. Chỉ cần một viên đạn hoặc một nhát dao găm, không hao tốn tài sản của cách mạng mà các thằng tình địch cũng nằm thẳng cẳng. Nhất và nhì trình mò và nghe lỏm hai đứa nói chuyện,
Chúng biết ra một điều đang không có trong nhà. Không có trong nhà rồi phải hành động ra sao đây ta? Hai thằng sát thủ kéo nhau ra xa xa hội ý. Thằng nhất là anh cả nên lên tiếng trước. Nó không có trong nhà, tao với mày chia nhau chặn ngay cửa. Lúc nó vừa về tới là mình thình lình nhảy ra, tao dí súng vô đầu, mày trói kéo bắt nó dẫn đi luôn, khỏi mất công gõ cửa làm cho náo động bên trong. Thằng em nghe có lý, nó lăm le con dao găm trong tay và sợi dây dù như chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ lúc ra tay hành động. Hai anh em nhất và nhì vốn là hai thằng chì nhất trong tiểu đội cho nên được hai thẹo trọng dụng. Tổ ám sát chỉ có hai anh em chúng nó nhưng khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Muốn xóa sổ thằng phản động ác ôn nào thì cứ việc gọi chúng tới giao phó xong thì coi như chắc ăn như bắp. Thằng đó thế nào cũng ngẫm, cắt cổ đập đầu thậm chí cho đi mò tôm, nghĩa là cột dính nạn nhân vào vật gì nặng rồi quăng cha xuống sông cho đi thăm hà bá. Chơi kiểu này thì nạn nhân sống sao nổi mà sống. Đối với hai sát thủ lành nghề như hai anh em thằng nhất thì chúng nó ít khi nổ súng. Dao găm là thứ đồ chơi tiện nhất, vừa nhẹ nhàng, dễ mang, dễ giấu. Khi ra tay không tiếng động khó bị kẻ địch phát giác, súng chỉ để dành hù dọa áp đảo nạn nhân thôi. Nhưng lần hành động này coi như chúng đã lầm to, chúng đâu có ngờ mục tiêu mà chúng đang nhắm tới đêm nay không có dễ ăn như những nạn nhân khác. Bảy tôn tẩn người chiến sĩ cọp biển tung hoành ngang dọc, kinh nghiệm chiến đấu dạng dày, đạn thù đã không lấy được sinh mạng của anh, chẳng lẽ bây giờ lại chết ở cái lỗ chân trâu dưới tay của hai thằng du kích côn này sao? Hơn nữa anh cũng là một huấn luyện viên nhu đạo từng đào tạo không biết bao nhiêu môn sinh, dao găm và súng, mà cây súng không được phép bắn thì nó có khác chi khúc củi, thử hỏi có giết được anh Bảy không cho biết. Người vẽ ra kế hoạch tấn công đêm nay không ai khác hơn là lão thầy Tư, bởi làng Cái Trăm nằm sâu trong chiều dài của con rạch. Cách con sông Cái khá xa và cái đầu nghĩa quân thì đóng ở đó. Lính của xã cao lắm chỉ hơn trung đội, họ đâu có đủ lực lượng để bung rộng vòng đai an ninh cho cả một xã. Vì thế mọi hoạt động từ quân sự đến an ninh của làng xóm từ lâu đều giao trọn cho ông trưởng ấp cùng đám dân vệ đảm trách. Tư hàng xóm biết rõ điều này cho nên chỉ bỏ công nghiên cứu đường đi nước bước của đám lính dân vệ trong làng. Mục đích chính của đêm nay là lợi dụng gánh hát diễn tuồng, thiên hạ đua chen nhau đi coi hát. Tư hàng xóm biểu hai thẹo bắt một mối dân công và cùng tiểu đội của hai thẹo trà trộn theo dân chúng và thừa cơ quậy lên tưng bừng gây xáo trộn. Rồi du kích thừa cơ ra tay tước súng của đám lính dân vệ canh gác giữ an ninh. Một khi cái đám dân vệ bị quân ta lột sạch súng ống bắt trói nằm một đống thì coi như cái làng Cái Trăm này hoàn toàn giải phóng. Lúc ấy Tư hàng xóm sẽ xuất hiện, đọc một bài diễn văn ngắn kích động lòng dân. Biết đâu chừng bài diễn văn của ông thầy Tư hùng hồn quá khiến cho dân chúng điên cuồng hoan hô nhiệt liệt. Họ sẽ hưởng ứng theo thầy nổi dậy đứng về phe cách mạng hết tráo. Thầy Tư tưởng tượng ra, sau cái biến cố của đêm tổng nổi dậy, kế hoạch do một tay thầy vẽ này, vùng đất Cái Trăm sẽ hoàn toàn giải phóng. Giải phóng rồi thì thầy sẽ ra tay thế thiên hành đạo, bọn ác ôn tay chân mỹ thiệu thầy sẽ ra sức khủng bố cho chúng biết tay. Cái chết của bảy tôn tẩn mà thầy đã chắc mẻm sẽ là tiếng chuông cảnh báo đến hết thảy bọn chúng. Thằng nào ngon chống lại thầy thì hãy coi cái gương của thằng Bảy mà chừa. Lúc ấy bọn chúng không buông súng đầu hàng thì mới là chuyện lạ. Sau rốt thầy sẽ hiên ngang bước lên cái ghế chủ tịch ấp và hai thằng con trai dũng cảm của mình sẽ là hai thằng cận vệ tâm phúc. Nghĩ tới đó thì thầy Tư khoái quá, nhắm mắt nở một nụ cười tươi rói. Ông Quan Công ngày xưa có hai thằng con nuôi là Quan Bình và Châu Sương đứng hầu hai bên, thì bây giờ ở cái đất Cái Trăm này cũng có thầy Tư chủ tịch ngồi giữa vuốt trâu dê, hai thằng con ruột nhất và nhì chầu chực hai bên tả hữu, coi hoài quá xá rồi còn gì. Kế hoạch của thầy Tư tính toán thì có vẻ chắc ăn lắm, nhưng chắc cái hào quang chiến thắng do thầy tưởng tượng nó sáng chói quá, khiến cho thầy tỏ ra khinh địch và coi thường anh Bảy tôn tẩn. Trong đôi mắt của thầy thì anh Bảy chỉ là một thương binh với đôi chân đi còn không vững, chỉ xô nhẹ một cái là ngã chỏng gọng, muốn giết lúc nào mà chẳng được.
Vì coi thường bảy tôn tẳng nên khi thả hai thằng con xuống ngay cái bến nước phía sau nhà anh Bảy, thầy còn lâm râm bài thần chú vãng sanh tống tiễn một linh hồn sắp sửa thăng thiên. Sau đó thầy tiếp tục phóng vỏ lại chở theo nhóm du kích 13 thằng vọt thẳng ra bến ngôi đền làng, điểm đổ quân mà thầy chọn. Đúng theo binh pháp đàng hoàng, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chỗ này gánh hát sửa soạn diễn tuồng, người ngộm xuồng ghe tấp nập thì có ma nào để ý chớ. Cho tụi du kích lên bờ trà trộn vào dòng người đông đảo ấy thì có trời mới biết. Xong xuôi đâu đó thì thầy Tư mới thả rề tới nhà của bà Năm Thành. Ở đây tối nay cũng bận biểu tiêu tích bà và hai cô con gái chim én. Lo việc chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết như cờ xí truyền đơn, thậm chí còn chuẩn bị luôn nồi cháo gà to tổ chản để khao quân sau giờ chiến thắng. Ai có việc nấy, bà Năm cùng hai cô con gái bận rộn, kẻ dưới bếp người trong buồng, thầy Tư thì ngồi liêm diêm nơi cái bàn kê giữa nhà hút thuốc uống trà tà tà mà chờ tin thắng trận. Thỉnh thoảng thầy moi trong túi lấy tờ diễn văn viết sẵn ra đọc, đọc đi đọc lại vài lần cho nhuần nhuyễn để chút nữa đọc to cho bà con nghe khỏi bị vấp váp ngượng nghịu. Đọc một hồi thì thầy Tư đâm chán, lật tay coi giờ rồi đứng dậy đi ra cửa dòm trời dòm đất, chờ đợi cái giây phút thiêng liêng, giây phút lịch sử sang trang này sau mỗi cái tích tắc nó dài lâu quá mạng. Thầy đâm ra sốt ruột, trong bụng có hơi lo lo vì vừa mới nghĩ ra một chuyện, chuyện nhỏ nhưng lại là chuyện đáng để tâm. Cái đám dân công mà đầu hôm tiểu đội của hai thẹo bắt dẫn theo, mục đích để dùng chúng vào việc gây náo loạn trong rạp hát, nhưng rủi thay chúng đã tỉnh rượu và trốn sạch. Đối đầu với cái đám dân vệ một tiểu đội du kích cũng quá đủ, cái đám dân công mắc dịch ấy có thì càng tốt, không có cũng chẳng sao. Có điều mấy thằng ông dịch này nó thoát hết thì thành tông của mình coi như đã bại lộ. Nghĩ tới đây thì thầy Tư toát mồ hôi hột. Tụi nó chạy về nhà ngủ với vợ thì không nói chi, rủi có thằng nào chạy đi mách với ông trưởng ấp hoặc bất cứ một thằng lính dân vệ nào thôi, thì kế hoạch tổng nổi dậy, một công trình nghiên cứu mấy tháng của thầy Tư coi như công giả tràng. Nếu là công giả tràng thôi thì không nói chi, đằng này báo hại luôn cả một tiểu đội du kích nữa mới là chuyện đáng lo. Mấy cha ở trên đâu có bao giờ chịu nghe mình giải thích, lần này mà lơ mơ là chết ngắt chứ không sống nổi. Càng nghĩ thầy càng đâm lo, lo tới nỗi ngồi đứng không yên nên định bước ra trước sân hóng gió một chút cho đỡ căng thẳng. Nhưng vừa bước một chân ra khỏi ngạch cửa thì thầy Tư khựng lại, hai bóng người đang đi về hướng của thầy, vừa đi vừa trò chuyện. Bởi như đã nói, nhà của bà Năm Thành cửa trước trổ ra bờ con rạch nên cái sân nhà chỉ là một đoạn của con đường chạy dọc theo con rạch. Người ở trong xóm phải đi ngang qua cái sân nhà bà. Hai người đàn ông đang đi tới này 100% cũng là người qua đường mà thôi. Tư hàng xóm có tật giật mình nên lùi lại đứng bên trong cánh cửa đưa mắt dòm ra để coi họ là người quen hay lạ. Nhìn thấy hai cái bóng đi tới, tướng tá đàn ông rõ ràng nhưng lạ ở chỗ là người nào cũng chân bước khập khểnh cả. Thầy Tư thắc mắc tự hỏi, dòm cái tướng đi thì đúng là thằng Bảy tôn tẳng chứ còn ai vô đây. Ở đất cái trăm này chỉ có thằng Bảy có tật cái chân nên thiên hạ mới gắn cho cái tên tôn tẳng. Biệt danh này vốn mượn từ một nhân vật đầy huyền thoại trong truyện Tàu. Tôn Tẩn là một danh tướng lừng lẫy thời Xuân Thu bị bàn quyên chặt hai chân nên có tật cà nhắc. Chắc mẻm là cái bóng đang đi tới là của thằng Bảy Tôn Tẩn cho nên thầy Tư giật mình tự hỏi. Theo lẽ thì nó đã nằm thẳng cẳng rồi sao còn đi lang thang đâu đây vậy cà? Hay là nó đã chết rồi thành ma về đây đòi mạng mình hay sao? Ủa? Mà lại sao có tới hai Bảy Tôn Tẳng kia vậy? Thầy kinh hãi, một tay dụi dụi mắt cố dòm cho rõ, còn một tay run run đưa lên trước ngực bắt ấn ngũ lôi, chuẩn bị sẵn sàng nếu con ma Bảy Tôn Tẳng xông vô bóp cổ thì còn đường mà chống đỡ. Cho tới khi hai cái bóng cà thọt kia đi qua khỏi sân nhà thì thầy Tư mới hoàn hồn, nghe giọng nói thì đúng là Bảy Tôn Tẳng, mà nó còn sống sờ sờ chứ có phải là ma cỏ chi đâu. Còn người đi sống đôi với Bảy cũng chân thấp chân cao thì thầy Tư đã nhớ lại rồi. Hắn chính là Năm Y Tế, cái thằng thầy thuốc chích dạo trong xóm.
thẳng thì không có dính dấp gì tới lính tráng cả. Cái chân bị tật đâu từ hồi còn trai tráng, cho nên đi đứng cũng lặt lìa như bẫy tôn tẩn. Năm y tế có thằng con theo việc cộng, nghe đâu ở tận trên trời làm lớn lắm. Bí mật này lão thầy tư biết rõ hơn ai hết. Vì biết rõ quá cho nên bây giờ thầy tá quả muốn chạy theo gọi năm y tế trở lại mà không tiện. Lão quýnh quán lên là phải rồi. Hồi chiều khi giao công tác ám sát bảy tôn tẩn cho hai thằng nhất và nhì, lão chỉ tả sơ hình dáng anh bảy với đặc điểm là cái chân có tật. Vì cứ đinh ninh là tới tận nhà gõ cửa, hãy người nào là đàn ông ra mở cửa thì đích thị là nó rồi. Khỏi cần tả mặt mày mắt mũi làm chi cho mất công. Không ngờ bây giờ nó ở đâu mò về là dẫn theo cái thằng chích thuốc vào cũng cà thọt. Kiểu này hai thằng con sát thủ của ông không khéo giết lầm người thì mang họa. Giết ai thì lão thầy tư không sợ. Nhưng rủi chúng nó giết lầm thầy năm y tế thì có đụng chạm lớn. Con của nó là thứ dữ trên trời, giết thằng cha nó có chịu ngồi im mà nhìn không chớ. Thầy tư càng nghĩ càng toát mồ hôi hột, thầy sợ quá nên không còn biết trời trăng gì nữa. Bên ngoài sân sắt mí cửa, hai cái bóng một trước một sau vừa lướt qua mà thầy chẳng hay biết gì cả. Đó chính là Ba Địa và Hai Tiếng. Ba Địa biết anh Bảy sắp gặp đại nạn nên chạy như dông về báo tin cho anh biết. Còn Hai Tiếng, nóng ruột bởi thằng Ba Địa bị bắt nên cũng phóng như gió tới cho anh Bảy hay. Hai thằng kẻ trước người sau mà chẳng đứa nào biết đứa nào. Thằng Địa đi sau cứ ngỡ cái bóng của Hai Tiếng là thằng nhất hoặc nhì đang tới nhà giết anh Bảy. Bởi biết chắc có tới hai thằng sát thủ nhưng mới chỉ phát giác có một. Còn thằng nữa chẳng biết ở đâu. Ba Địa dù bám theo phía sau nhưng cố giữ một khoảng cách khá xa để đề phòng thằng còn lại. Hai Tiếng thì vô tư cứ một con đường đi thẳng lại nhà anh Bảy. Bây giờ mình trở lại với Út Hiền nha. Hiền đang ngồi dựa vào bà Tám cho đỡ mỏi, ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ trong cái rạp hát chật chội, tuồng hát chưa mở màn mà Út Hiền đã thấy mỏi lưng. Tiếng nhạc eo éo phát ra từ những chiếc loa giăng mắt tứ phía như không đủ lớn để át đi tiếng nói cười huyên thuyên của khán giả. Họ vào đây ngồi chờ lâu quá cho nên đâm chán. Chán quá thì nhiều chuyện cho hết chán, bèn chụm đầu vào nhau nói chuyện trời, chuyện đất, chuyện tào lao thiên hạ. Bà Tám và Hiền ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nên đỡ phải chen lấn như những khán giả ở phía sau, nhất là những người mới vô, không còn ghế phải đứng lóng ngóng. Một gánh hát dạo nghèo nàn như tiếng ve sầu thì làm gì có ghế để cho khán giả ngồi. Ghế của họ là những tấm ván dài lót trên bục gỗ. Khán giả ngồi chen với nhau chứ chẳng có số hạng gì cả, nhưng những băng ghế giả chiến ấy cũng chẳng được bao nhiêu, ai tới sớm thì được ngồi, người vô sao đành phải đứng. Vé đứng thuộc hạng cá kèo, tiền vé nhờ thế mà trẻ đi một nửa. Được cái là người dân quê họ rất mê cải lương, bởi vậy hãy có gánh hát về làng diễn tuồng là họ phải đi coi cho bằng được. Đi coi hát mà mua vé đứng lại chen lấn nhau như nêm, chửi lộng còn hơn cái chợ, vậy mà họ cũng phải ráng vào coi cho bằng được. Út Hiền và bà Tám nhờ vô sớm nên có chỗ ngồi khỏi phải chen lấn, ngồi nhưng theo cái kiểu ngồi dồn chật cứng thì cũng chẳng thoải mái gì hơn đứng. Hiền nóng ruột chờ đợi, nàng chỉ mong cho họ kéo màn trình diễn để xem cái anh chàng tài ba hò hát ra sao. Con gái nghĩ cũng ngộ, ra đường có người đeo theo buôn lời chọc ghẹo thì hay quýt này nọ, bộ dạng như không có ưa đâu ghét lắm đó. Nhưng khi về nhà, ngồi nhớ lại những cử chỉ đẩy đưa, những lời tán tỉnh thì trong bụng lại thấy vui vui. Cô Út Hiền dù chẳng có một chút cảm tình nào với anh kép, nhưng biết anh ta để ý tới mình thì trái tim nàng thông nữ cũng thấy đôi chút nôn nao. Trời quang đãng gánh hát sắp diễn tuồng, qua cơn bị cực tới ngày thới lai thì người vui nhất dĩ nhiên là ông bầu đực. Nhưng ông Tám còn, người chẳng có dính dáng gì tới gánh hát cũng thấy vui lây. Tụi nó mà làm trình làm rang cao lắm là vài bữa, tới lúc bà con hết tiền rồi thì đâu có ai đi coi hát xuống gì nữa. Tất nhiên chúng nó cũng phải nhổ sào ra đi, trả lại cho ông những ngày yên lặng như cũ. Để cùng san sẻ niềm vui chung với gia đình, ông dễ dãi biểu bà dắt Út Hiền đi coi cải lương. Thầy kệ suốt năm quần quật đầu tắt mặt tối tội nghiệp con nhỏ, vả lại Tết nhất cũng sắp tới nơi rồi, lâu lâu mới có một lần mà.
Cho Út Hiền đi coi cải lương nhưng ông Tám đâu có yên bụng, bởi vậy ông mới biểu bà nhà kè kè đi theo, có bà bên cạnh thì còn lo chi cái đám trai làng lúc nào cũng muốn trổ mồi ông bướm với cô con gái rượu của mình. Cái trạp hát nhỏ xíu càng lúc càng trở nên ồn ào ngột ngạt không chịu được, thấy cái mồi này chắc cũng còn lâu mới mở màn, cho nên bà Tám đứng lên quay sang bảo Hiền. Biết vô sớm như vậy thà ở nhà cho xuống cái thân. Con Hiền mày ngồi đây giữ chỗ, má bước ra ngoài cho khoảng khoắc chút ngang. Bà vừa bước ra ngoài thì chừng 5 phút đèn đóm chung quanh tắt hẳn, tiếng nhạc eo éo cũng tắt theo. Không ai bảo ai cả, cái rạp đang ồn ào huyên náo chợt trở nên im lặng trật tự vô cùng. Rồi thì sự im lặng trước khi mở màn cũng chẳng giữ được bao lâu. Đâu đó có tiếng la chói lối của mấy cô gái. Khỏi cần phải hỏi thì người ta cũng dư biết là mấy gã thanh niên lợi dụng lúc đèn tắt tối om thò tay sàm sỡ. Tiếng cười khúc khích, tiếng chửi rủa lại trỗi lên. Ở bên cánh hậu sân khấu, một đám trẻ nghịch ngợm không tiền cũng đợi lúc tắt đèn vạch bách chui vào coi cọp. Bị bắt quả tang, náo động cả một góc, mọi người nhốn nháo văn tục tứ tung. Chiếc màn sân khấu nặng nề từ từ được kéo lên, trật tự một lần nữa như được vãn hồi, bao nhiêu cặp mắt đều hướng về sân khấu chờ đợi. Ông Bầu Đực xuất hiện, tay cầm micro, mặt mày tươi rói. Ông cúi đầu thật sâu như để tỏ lòng cảm ơn sự hiện diện đông đảo của bà con. Vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên, khỏi cần nhìn nhưng người ta cũng biết đó là mấy thằng lính sai vặt trong gánh hát. Chúng vỗ tay chào đón ông Bầu cho đúng thủ tục đó mà. Bầu Đực gõ nhẹ nhẹ vào cái micro, đằng hắn vài tiếng để lấy giọng theo thói quen trước khi thưa chuyện cùng khán giả. Ông đảo mắt một vòng nhìn xuống bên dưới và lấy làm hài lòng khi thấy cái rạp hát của mình đã chật nứt, đúng là qua cơn bị cực tới ngày thới lai. Tiếng ve sầu bắt đầu hốt bạc. Ông hân hoan cúi đầu một lần nữa rồi mới vào đề, giọng của ông trở nên cảm động hết sức. Dạ, kính thưa quý ông bà cô bác, kính thưa quý anh chị em, kính thưa quý con nít nhỏ. Phía dưới sân khấu có tiếng ồn ào phản đối. Đâu rồi thưa qua dễ cha nổi. Bầu Đực tuy bị ngắt ngang nhưng ông không phiền chút nào. Ông cười dễ dãi rồi đưa micro lên thưa tiếp. Dạ thưa, hôm nay đêm ra mắt đầu tiên của đoàn cải lương tiếng ve sầu, chúng tôi xin được ra mắt bà con gần xa bằng một vở cải lương đặc sắc, tình cảm xã hội lâm ly bi đát. Kính thưa quý vị bà con, chúng tôi không ngại thời gian và tốn kém, đã bỏ ra rất nhiều công sức để tập dượt cho buổi trình diễn đầu tiên Tuồng Hận Tình Trên Mây, một vở tuồng mà tôi cam đoan sẽ không làm thất vọng sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị bà con. Nhưng lại có tiếng nhao nhao phản đối từ phía khán giả. Cho hát đi ông bầu ơi, đứng đó nói hoài nghe chán quá rồi ông ơi. Bầu Đực bực mình nhìn xuống, không biết cái thằng trời đánh thánh đâm nào dám hỗn láo, cứ thọt gậy ngắt ngang lời tao đang nói vậy cả. Tuy giận lắm, nhưng khán giả là cha, mặc kệ họ muốn nói gì thì nói, miễn có tiền mua vé vô ngồi là ông thấy vui rồi. Ông nở một nụ cười cảm thông rồi trịnh trọng thưa tiếp. Thưa quý vị bà con, xin bà con thủng thẳng, tuần hát sẽ bắt đầu thôi. Ông bà mình có dạy là nóng quá sẽ mất ngon, chuyện gì thì cũng phải có trước có sau, gấp gấp quá hư bột hư đường hết cháo. Dạ, theo như chương trình sắp xếp và đã giới thiệu với bà con gần xa ngày hôm qua, nhưng vì vào giờ chót lại có chút đỉnh trục trặc nên tạm thời chúng tôi bắt buộc phải thay đổi vai diễn. Đây là điều mà chúng tôi rất lấy làm áy náy nên phải trình bày cho quý vị bà con rõ. Kính mong bà con cô bác thông cảm. Có tiếng ai đó cất lên giọng chua lè. Đổi vai diễn mà ông không nói là đổi ai, ai đổi thì có ai biết là đổi ai chứ? Ông Bầu nhìn ngang liếc dọc rồi nhìn ngay cái người mới vừa cất tiếng hỏi. Đèn sân khấu chói lòa cho nên ông đâu có thấy rõ là ai, mà có thấy rõ diện mạo đi nữa thì cũng là người lạ hoắc thôi, khán giả mà làm sao quen chớ. Ông từ tốn trả lời giọng trở nên bi thiết như để cho khán giả xúc động mà thông cảm cùng ông trong cái xui xẻo đủ đường của gánh hát. Sau là cô Đào Chánh sinh như mộng ngày hôm qua bị tai nạn. Tai nạn cua kẹp chỉ vài ngày là khỏi ngay, nhưng tạm thời trong buổi trình diễn đầu tiên này cậu không có lên sân khấu ra mắt bà con được.
Để thay vào cô đào xinh như mộng và làm vừa lòng bà con khán giả kính yêu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một tài năng trẻ mới tìm được ngày hôm qua. Đó là... Ông bầu chưa kịp giới thiệu tài năng mới là con tám sạn xê thì khán giả nhao nhao phản đối. Cái đám đứng hạng cá kèo là to tiếng nhất vì có mấy ông nội du kích trọng lộng trong đó. Họ chen lên gần tới sân khấu sát bên ông bầu. Có một thằng tướng tá coi cục mịch thô lỗ hết sức, buông một câu cũng cọc cằn hết sức. Thôi, dẹp đi ông bầu, không có xin như mộng thì trả tiền vé lại cho tụi tôi. Khán giả nãy giờ nông nóng chờ đợi, nghe vậy vội hùa theo gã nọ phản đối om sòm. Tiếng ồn ào bây giờ lan ra khắp cả cái rạp mấy trăm người. Ông bầu quảng hốt vội lên tiếng năn nỉ. Năn nỉ ý ôi một hồi mà không ai thèm nghe. Ông nổi quạo la hét vang răng. Ông kê cái micro sát miệng trắng trống cổ hét to, nhưng tiếng ồn bên dưới càng lúc càng lớn. Ắt hẳn cả tiếng loa khiến cho ông cũng chẳng biết ông đang nói cái giống gì. Tình hình của khán giả càng lúc càng tệ. Có một nhóm vài tên mặt mày coi bậm trợn hè nhau ùa lên sân khấu. Họ níu kéo ông bầu đòi lại tiền vé. Lại một nhóm khác hung hăng đòi phá rạp. Mấy đứa con nít lợi dụng cơ hội lộn xộn nhảy lên sân khấu múa máy như đang diễn tuồng thay đầu kép. Cả cái rạp bây giờ như đàn ông vỡ tổ, ồn ào vô trật tự. Ông bầu thấy cái mồi không xong, cái đám người đang hăng tiếp vịt này nếu còn láng chán ở lại, họ dám xé xác mình ra lắm chớ chẳng không. Ông lật đật quăng cái micro tông cửa hậu chạy quay ra ngoài, định bụng sẽ tìm mấy anh dân vệ cầu cứu. Vừa lúc đó bỗng bên ngoài có tiếng súng nổ, đèn sân khấu tắt phục, cả cái rạp hỗn động chìm trong bóng tối. Hiền hốt hoảng quay sang phía bà Tám thì chợt nhớ bà đã bước ra ngoài từ nãy giờ chưa vô. Nàng lo sợ cuống cuồng, ngó chung quanh thì chẳng thấy gì. Chỉ nghe mọi người xôn xao nhốn nháo, mới có mấy phát súng mà ai nấy hồng vía lên mây kêu réo nhau ơi ới. Lại có tiếng người quát tháo bên ngoài thêm nhiều tiếng súng nổ, có ai đó la thét lên thất thanh. Diệt cổng vậy bà con ơi, chạy mau! Cả cái rạp như vỡ tung, cửa màn phên liếp cánh gà cánh vịt thi nhau ngã đổ. Trong bóng tối om om, người đạp người kêu la chói lối. Hiền bấn loạn, mọi người đều bỏ chạy thì nàng cũng chỉ biết đứng dậy chạy đại theo mọi người. Tiếng súng nổ càng dữ dội ngay phía trước sân đình, tức là ngay cửa chính của rạp. Thế là bà con đổ dồn về cửa hậu và phá luôn mấy tấm phên che, ùa ra chạy tán loạn. Hiền cũng cắm đầu cắm cổ chạy theo, nàng bất kể cả phương hướng. Chỉ biết chạy, chạy càng xa tiếng súng chừng nào thì hay chừng nấy. Nàng không biết là mình chạy được bao lâu, tới chừng không còn nghe tiếng súng nổ thì mới bắt đầu thấm mệt. Lúc nãy vì sợ quá nên cứ chạy vừa, nào có biết mệt là gì. Bây giờ hơi định thần một chút thì cảm thấy rã rời, hai chân không còn nhấc lên nổi nữa. Nàng bước lẳng choạng tới bên gốc cây, trời tối chẳng nhìn thấy chi cả, nhưng mệt quá rồi thì thay kệ. Cứ ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt rồi hẳn hay. Hiền lê bước tới bên một gốc cây to đùng, định bụng nằm nghỉ một chút cho lấy sức. Nhưng người nàng chưa chạm tới mặt đất thì chợt giật mình kinh hãi, hét lên một tiếng thất thanh, người ngã chúi nhủi về phía trước. Tập thứ 13 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo tập thứ 14.